Năm 2022 là một năm hạn hán khá nặng nề cho nước Pháp. Mùa thu hoạch nho vì thế đã bắt buộc phải tổ chức sớm hơn thường lệ thay vì là vào cuối tháng 9. Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh chuyển tới quý vị những hình ảnh được ghi lại từ một vùng nho nổi tiếng của nước Pháp. Vì thu hoạch khá sớm và lực lượng lao động đến từ các nước Đông Âu như Romania, Ukraine, Moldavia đã không còn dồi dào như trước, nên trên nhiều cánh đồng nho ở Bordeaux, hầu như chỉ thấy lực lượng lao động tại nước Pháp. Mùa nho năm 2022 may mắn không bị tổn thất nặng nề do hạn hán, bởi tháng 3 và 4 khí hậu nước Pháp khá ôn hòa, có mưa rào và bởi thế dù hoa không nhiều nhưng không vùng nào bị thất thu. Cuối tháng 9, hầu như các vùng nho trên toàn nước Pháp đã thu hoạch xong và khâu ép, ủ về cơ bản đã hoàn thành. Tuy chất lượng nho năm 2022 không thể coi là một mùa nho hoàn hảo, điều tích cực là các nhà sản xuất và chủ lâu đài đã đặt ra vấn đề phải tìm ra những giống nho mới thích hợp với thời tiết ngày một nóng lên và trồng thêm lớp cây che phủ để giữ nước cho đất trong những mùa hạn hán. Đây là một bài toán lâu dài trong hy vọng nho giữ được sự ổn định về nồng độ trước tác động của thời tiết ngày một khắc nghiệt. Từ 15-20 năm trở lại đây thì người ta có thể nhìn thấy dấu ấn của biến đổi khí hậu và hạn hán hiện hiện ở trên nồng độ của các chai rượu vang của nước Pháp. Và người ta cũng lo lắng rằng năm nay có thể cái việc hạn hán sẽ lại tiếp tục để lại những cái hệ quả ở trên sản phẩm nông nghiệp đặc biệt của nước Pháp này. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của truyền hình Việt Nam đưa tin từ Cộng hòa Pháp. Không chỉ những cái vùng trồng nho nổi tiếng ở nước Pháp đâu, mà ngay cả những cái vùng trồng nho có tiếng ở Việt Nam, ví dụ như Ninh Thuận chẳng hạn, thì bà con trồng nho cũng vài năm trở lại đây rồi đã phải thay đổi cái giống nho làm sao mà chịu hạn tốt hơn và vẫn cho năng suất cao khi mà hạn hán ngày càng gay gắt ở khu vực Nam Trung Bộ.